buffet sáng miễn phí tại Côn Đảo Resort, ăn xong rồi đi bơi. Salad. Trứng chiên. Cháo hột vịt muối. Cà ri vịt. Cà ri mà cà ri vịt nhìn xương xẩu không à. Thấy sợ quá đi. Cơm chiên kiểu Thái cao bộ nhẹ nhàng nè. Heo lúc lắc. Cả thề nấm đông cô có bộ ngon. Sơ tan là thịt không vậy ta? Khoai tây chiên. Sao buổi sáng cho mình ăn mấy món gì kìa? Còn thêm món này ngon nè, bánh lăng nè. Dạ. Yeah.